Rồi mình test thử cái bộ đĩa sau của chiếc GZ150 nha. Đó, thắng ok ha. Thắng thì để lấy bánh liền ha. Không. 150 nha. Giới thiệu với anh em có hình lên cái bộ đĩa sau. Con này thì mình đi heo Nissin của Nhật nha. Đó, đi ben đạp Nhật của xe rất là đẹp ha. Bên trước nè, là ben rất cam nha. Ok nha ha. Rồi quay ở sau cho anh em coi. Mình gắn là phần ben trước luôn nha. Tới ben sau mình đi là heo Nissin vàng của Nhật ha. Đó, bắp lớn, mình đi đĩa lớn thắng cho an toàn nha. Lắp ráp là như zin cho anh em luôn. Bánh xe là bao nhẹ. Không cho đền nha. Nói chung là sau này anh em mà muốn thay vỏ nè, nhông sinh dĩa, thay đĩa thì cứ tháo rất bình thường. Tại vì mình không có chèm đền, anh em không có sợ bị là rớt đồng đền nha. Mình sẽ quay thử bánh xe cho anh em coi luôn. Đó, bánh xe rất là nhẹ ha. Đó, nhẹ nha. Ngoài là cành đào nha. Không có sợ bị cạ bố cạ đĩa nha anh em. Đó, trước sau rất là nhẹ nha. À, phiên bản này thì mình lắp là đĩa lắp đĩa theo lắp đĩa lớn nha. Đó, thì anh em muốn đi đĩa lớn có, đĩa nhỏ có hoặc đĩa vừa có nha. Thì xe này thì chú chuyên đi phượt. Cho nên là mình làm là có hình là đồ ổn nha, đồ là bao là tốt để đi không có sợ bị tình trạng trục chặt dưới đường ha. Đó, anh em GZ mà muốn đi thắng ăn thì lên thắng đĩa nha, bên mình sẽ bao làm cho anh em. Rồi, mình chào anh em GZ nha. Rồi, mình test thử cái bộ đĩa sau của chiếc GZ150 nha. Đó, thắng ok ha, thắng thì để lấy bánh liền ha, không có bị tình trạng là thắng không ăn nha. Đó, anh em mà muốn làm cái bộ đĩa sau chiếc GZ150 thì cứ ghé bên độ xe Việt Nam. Mình sẽ lên cho anh em bộ đĩa đẹp nha. Chút nữa mình sẽ quay review cho anh em cận cảnh luôn nha. Đó. Bao ok. Thắng là ok nha ha. Đó, thắng là rất là... Đó, chiếc nhẹ đánh liền ha. Quá ok. Đó. Chiếc GZ này thì nó bị tình trạng là thắng không ăn nha. Thì anh em mà muốn làm lên đĩa thì cứ ghé bên độ xe Việt Nam. Đó, thắng là bao ok nha. Đó, quá ok. GZ150 nha. À, xe này thì chú hay đi phượt nha, đi phượt đường xa ha, thì mình làm cái thắng để nó chạy an toàn, không có sợ bị tình trạng là thắng bị chùi bánh nha, thắng không lết bánh, không bị lết ha. Đó, thắng không ăn rất là nguy hiểm nha, mình chạy không có tự tin được. Đó. Rồi mình sẽ quay cận cảnh để cho anh em tham khảo luôn. Đó, quá ok. Rồi test cho anh em coi cái bánh xe luôn nha. Đi full cho anh em là đi đĩa lớn nha. Đi đĩa lớn, bắp lớn. Vàng nha. Xe này rất nặng nha ha. Đó, rất nặng nha. Đó, quá ok. Quay thử cho anh em coi luôn. Bao nhẹ nhàng nha. Đó, nhẹ như cơm trống luôn ha. Ok cho anh em. Thôi, chưa thắng là được rồi. Thắng là bôi đan bao cao ha. Rồi, cảm ơn anh em GZ150 nha.